Rồi cặp về Charlie 84 siêu đẹp. Đang rã con Charlie 84 nha. Đây. Đây là về trước nè các bạn. Rất là đẹp nha, không nứt bể nha. Không nứt bể nha anh em. Sơn zin. Không nứt bể cho anh em. Sưu tập lên xe cột nha. Đó, đây là về trước. Đó, cực kỳ đẹp, không bị mò, ốc bát rồi đầy đủ nha. Về trước, đây là về sau. Đó, bát nè. 5 triệu một cặp nha các bạn. Cặp này 5 triệu nha. Đồ Charlie nó mất tiền lắm anh em. Nguyên một con xe 40 mấy triệu mà rã ra được có mấy món thôi, 10 món là cùng. Đẹp nha anh em, không nứt bể nha, viên combo đầy đủ luôn. Rồi cặp về 5 triệu nha các bạn, 5 triệu nha.